Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Phương Nga sẽ làm một cái món rất là đơn giản, đó là món bò hầm tiêu. Và như thường lệ, thông thường nhắc đến bò thì người ta sẽ nghĩ là nấu cái món này rất là lâu, bởi vì nó dai hơn so với những món thường và mất thời gian. Nhưng mục tiêu của Nga khi mà nấu ăn là Nga sẽ chọn lại nhanh gọn lẹ và tiết kiệm thời gian. Trong lúc Nga nấu món này thì Nga có thể vận tiết kiệm thời gian bằng cách là trong lúc mà món này đang chín thì món khác Nga sẽ thực hiện. Do đó Nga sẽ nấu món bò hầm tiêu này, và đặc biệt là Nga sẽ nấu bằng nồi cơm điện để tiết kiệm thời gian và mình không cần nồi áp suất nhưng nó vẫn mềm. Mình có thể nấu bằng nồi cơm điện hoặc nấu bằng nồi bình thường cũng được, đó là mình có một cái mẹo riêng của mình. Lát hồi cuối cùng chót Nga sẽ nói cho các anh chị nghe. Và đầu tiên Nga nấu một món bò hầm tiêu này thì tầm khoảng phân lượng là 1,5 kg bò hầm tiêu thì Nga cho khoảng tầm 1 muỗng ăn cơm mà bỏ tiêu, tùy theo các anh chị là thích ăn cay hay không ăn cay. Và nước tương thì Nga cho 5 muỗng canh nước tương. Và tỏi, hành, tỏi và hành, củ hành thì tỏi cũng khoảng 4 tép tỏi và hành cũng khoảng 4 tép hành. Và sau đó Nga lột ra và Nga cắt nó ra và Nga sắc nhuyễn, băm nhuyễn nó ra. Khi mà bò mà mua về thì Nga sẽ mua chủ yếu là phần nạm và phần có gân, thì Nga sẽ cắt khúc nó ra, và sau khi cắt khúc rửa sạch rồi mình để ráo, rồi sau đó Nga đổ vào trong thau. Bây giờ đến khâu mà thực hiện trộn nguyên vật liệu và lại với nhau là bò cắt khúc, rồi mình sẽ bỏ tỏi và củ hành vào. Sau đó thì Nga sẽ cho nước tương vào. Xin lỗi các anh chị, tại vì này là Nga đang vừa quay và Nga một tay quay và một tay Nga thực hiện cái việc mà chế nguyên vật liệu vào. Rồi kế tiếp Nga sẽ cho tương ớt, đó là Nga cho khoảng 1 muỗng canh tương ớt. Thông thường một số người thì người ta sẽ dùng tương cà để cho nó có màu đẹp và cái vị chua, nhưng bò hầm tiêu mà nó có vị chua thì mình nghĩ là nó sẽ không có ngọt vị, nó sẽ không có ngon mấy. Do đó Nga sẽ dùng tương ớt, tại vì Nga nấu mấy lần rồi, Nga dùng cái tương ớt thì cái mùi đặc sắc hơn và khi đó cái màu nó sẽ ra đẹp hơn. Và sau đó thì Nga sẽ bỏ tiêu vào tiêu hộp, hoặc các anh chị nếu như có tiêu xanh á, thì mình sẽ bỏ tiêu tươi và bỏ tiêu xanh vào khoảng chừng 4-5 sâu tiêu xanh thôi. Và một kế tiếp là Nga bỏ 1 muỗng cà phê tiêu xay. Tất nhiên là tùy theo các anh chị là ăn có cay nhiều hay không cay nhiều, nhưng bò hầm tiêu thì theo Nga nghĩ ngon á, thì mình hơi cay thôi. Rồi sau đó thì Nga cho khoảng 3 muỗng đường, 1, 2 và 3, 3 muỗng cà phê đường. Kế tiếp là mình sẽ cho thêm bột nêm vào. Thông thường thì Nga sử dụng ở nhà thì Nga dùng bột nêm cà no hoặc là bột nêm gà hay nấm tùy các anh chị. Nhưng mình sẽ cho bột nêm vào, Nga ít khi nào dùng muối lắm. Nga tạm thời cho 3 muỗng cà phê bột nêm vào. Lát hồi trong quá trình nấu thì mình nêm lại, nếu như nó có hơi lạc một chút á thì mình dằn 1 muỗng cà phê bột nêm. Nhưng mà thà nó hơi lạc lạc hoặc là vừa chứ đừng mặn quá. Tại khi mặn thì mất công mình phải đổ nước, đổ này chi vô thì nó sẽ mất vị ngon của món bò. Sau khi cho nguyên vật liệu vào xong thì mình sẽ trộn cái nguyên vật liệu này. Các anh chị có thể ướp cái nguyên vật liệu này tầm khoảng nửa tiếng ha, mình ướp xong mình để đó, mình đi đâu chơi cũng được, hoặc là trong lúc mà cái món này nó đang thấm thì mình sẽ đi làm nấu món khác.
để mà mình tiết kiệm cái thời gian của mình. Còn trường hợp mà nấu một món thì mình sẽ ướp cái này đâu tranh thủ vào khoảng buổi sáng. Mình có thể mình ướp rồi lát hồi trưa mình về mình nấu, hoặc là có thể bỏ vô tủ lạnh để chiều tối khi mà đi làm về mình nấu nó lên cũng được. Rồi kế tiếp thì Nga sẽ sử dụng hành lá, và Nga lấy gốc hành và Nga sẽ đập và băm nó ra, đập băm nhuyễn nó ra, hoặc là mình sẽ cho nó bự bự cũng không sao cả ha. Rồi bây giờ Nga chuẩn bị ghim cái nồi cơm điện của nhà Nga và Nga chờ cho một chút dầu vào. Các anh chị không cần cho dầu nhiều, tại vì trong cái bò mà nếu các anh chị nấu mà gân hoặc là nấu như cái nạm á, thì trong cái bò nó sẽ có dầu mỡ của bò rất nhiều, do đó mình không cần nấu bỏ dầu nhiều. Mình chỉ cho và chờ dầu nó sôi. Sau khi dầu sôi xong thì mình sẽ bỏ hành lá vào, hoặc là củ hành, hoặc là tỏi. Mình khi mà mình bậm dư hồi khúc đầu mình có thể nhiều hơn một chút cũng không sao. Và mình phi cái này chẳng qua là mình sẽ tạo cho một cái mùi rất là thơm. Khi hành đã hơi vàng thì bắt đầu mình sẽ đến cái khâu là bỏ bò vào, hỗn hợp bò mà sau khi mình đã ướp khoảng chừng nửa tiếng, hoặc là tùy các anh chị là sáng, giống như nãy Nga nói là sáng chị ướp, chiều chị về nấu cũng được. Bây giờ mình bỏ vào và mình sẽ xào cái bò lên cho nó săn. Và mục tiêu hồi nãy Nga có nói là khi mà Nga nấu thì Nga sẽ không có phải chú trọng nhiều quá tất cả nhiều thứ nguyên vật liệu. À mà Nga quên là hồi nãy Nga còn quên nói với các anh chị là mình sẽ chuẩn bị cà rốt. Bò hầm tiêu thì mình nên ăn với cà rốt thì nhiều nên nó ngon hơn. Còn nếu như mà một số người người ta thích ăn khoai tây á, thì người ta sẽ bỏ khoai tây hoặc khoai môn tùy. Nhưng mà thông thường thì bò hầm tiêu thì mình sẽ ăn với cà rốt. Và sau khi mà Nga bỏ vô trong nồi á, xong hết bò, thì bây giờ đến khâu mà mình sẽ xào bò. Mình sẽ xào bò trong nồi cho nó đều và cho nó cái giống như là cho nó áp qua cái miếng bò để cho bò, lớp bò có nóng. Sau khi mình xào xong, tất nhiên cái nồi cơm điện nó nhiệt độ nó sẽ không có tăng nhanh như so với bếp ga ha. Và bây giờ mình sẽ chờ một chút và mình đậy lại một chút xíu thôi, khoảng chừng tầm khoảng 5 phút là phía trong cái nồi cơm điện bắt đầu nó nóng lên và nó sẽ sôi chút đỉnh. Và sau đó thì mình mở nắp ra và mình sẽ xào tiếp tục. Nếu anh chị mà thực hiện bằng bếp ga, hoặc là bếp ga mình nấu bằng cái nồi thường cũng ok, không sao hết cả. Mình làm cái khâu cũng tương tự như thế. Nhưng vì Nga không có muốn dùng bếp ga, Nga muốn thử dùng nồi. Và đặc biệt là khi nói với nồi cơm điện thì mình nấu thì lắc hồi, khi mà quá trình mà mình hầm nó tự nó sẽ giữ độ nóng rất cao và mình không cần phải nồi áp suất. Rồi sau khi Nga xào xong, Nga để cho nó sôi một hồi nãy á, xong bây giờ Nga sẽ cho nước vào. Thì tốt hơn hết á, thì các anh chị sẽ dùng nước dừa. Và Nga sẽ mua nước dừa và Nga bỏ trong cái ấm và Nga nấu cho nó sôi lên. Rồi sau đó Nga chế ngập mặt. Tại sao như thế? Tại vì khi mà nấu nước một là nước dừa, hai là nước bình thường của mình, mình nấu nó sôi xong, khi mà mình chế vô thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Mà nếu như mình chế nước lạnh thì mình phải chờ thời gian nó sôi rất là lâu. Mình dùng nước nóng mình chế vô. Khi mà nấu nước sôi mà Nga chế vô thì tầm khoảng chừng 5-10 phút là nó sẽ sôi lại.
và Nga sẽ làm như thế trong vòng 3 lần xoay ha. Và mỗi một lần xoay vậy Nga cho nó ngưng, thí dụ như là 10 phút hoặc 20 phút sau, Nga không nấu liên tục và Nga sẽ tắt bếp và Nga đi đâu đó chơi hoặc Nga làm cái món khác trong lúc chuẩn bị những cái món khác để mà mình chuẩn bị cho bữa ăn của mình á, hoặc là bữa tiệc của mình á, thì mình là sẽ làm món khác. Và mình cho xoay đúng 3 lần xoay, và đến cái lần thứ 3 thì bắt đầu Nga sẽ lấy cà rốt mà cắt khúc. Và cà rốt các anh chị có thể là tạo bông hoa tùy thích theo của mình. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào trong cái nồi và mình bắt đầu mình sẽ đậy nắp lại, không để lửa gì lên nữa cũng được, mình tắt lửa đó. Tại vì sao? Khi mà mình tắt lửa, cái cà rốt bỏ vào đó nó sẽ mềm luôn, tại vì cái nóng của cái lò nó sẽ làm cho. Và chúc các anh chị làm được cái món này rất là nhanh gọn lẹ và dùng ngon miệng. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và các anh chị có thể đăng ký để mà xem tiếp những cái món kế tiếp của Nga sẽ thực hiện. Xin chào.